Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu đánh giá cho các bác một chiếc xe đạp đua hiệu Sava. Hiệu này là của Đức các bác nhé. Xe được trang bị khung nhôm, bánh nhôm và phối lổ đi vào trang bị group Shimano 105, mùi đĩa trùng rỗng. Bây giờ em sẽ vào quay chi tiết cho các bác. Khung được trang thiết kế ký hiệu học rất là đẹp. Trên xe thì có một vài vết xước nhỏ nhỏ, thì cái xe đã qua sử dụng được khoảng Sava Rock Day. Dòng xe đua của Sava càng khung nhôm toàn bộ, dây là dây âm sườn, cụm phanh là WinZip và tay lắc là 105. Tay lắc 105. Một vết xước nhỏ nhỏ trên khung đứng thôi, còn đâu ngoài ra là không có vết xước nào đáng kể. Germany đây, các bác có thể nhìn thấy chữ design thiết kế tại Germany, tức là thiết kế tại Đức, của đội Sava Team. Đặt đĩa 105 giò 7000, mùi đĩa trục rỗng và roll wheel. Cùi đề 105, lip là 2, 4, 6, 8, 10, 11 lip, bánh Meyer bạc đại, bánh nhôm yên Sava còn rất là đẹp các bác nhé, yên của Sava. Bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động chi tiết cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp cho đến khóa cọc yên là 48. Từ tâm cọc yên cho đến tâm cổ phốt là 52. Đấy. Xe phù hợp cho các bác cao từ 1m65 đến 1m75. Giờ em sẽ vào chuyển số cho các bác. Trang bị lip 11 lip Shimano 105. Chuyển số rất là mượt các bác nhá. Đĩa này. Đấy, xuống đĩa. Nên đĩa rất là nhẹ nhàng êm ái. Bánh bi vòng luôn. Xe có giá bán rất tốt bên em là 12.200.000. Bao ship cho các bác chuyển hết tiền, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm về các bộ phận chuyển động. Các bác nào quan tâm đến chiếc xe thì nhắn Zalo 0975709943 hiện trên màn hình để bên em tư vấn trực tiếp. Ngoài ra các bác nhớ ấn đăng ký kênh, cộng ấn chuông để theo dõi các cái xe đạp đẹp khác em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.